Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Bản tin ngày hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Ngày 28 tháng 7 tại Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khai mạc hội thảo tình trạng lũ lụt bất thường trong khu vực, tầm nhìn cho các nền kinh tế thành viên APEC. Các đại biểu đại diện 15 quốc gia thành viên APEC tham gia hội thảo. Đã tròn một năm kể từ khi những người dân nằm trong khu vực lòng hồ thuộc dự án xây dựng nhà máy thủy điện An Khê, Canát chuyển đến khu tái định cư tại xã Đắc Ma, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Tại nơi ở mới, cuộc sống của 48 hộ dân đang chồng chất khó khăn, mà nguyên nhân chủ yếu là do nhận đất sản xuất muộn hơn so với dự kiến, đặc biệt có hộ đến nay vẫn chưa nhận được đất. Ngày 27 tháng 7, một số tay súng bịt mặt đã nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại khu vực phía bắc Kosovo, có đông người Serbia sinh sống. Ngoài ra, những đối tượng này cũng đã tấn công và đốt cháy một cửa khẩu trên biên giới với Serbia. Ngày 27 tháng 7, trước thềm cuộc hội đàm với các quan chức Mỹ liên quan đến vòng đàm phán 6 bên về chương trình vũ khí hạt nhân, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã cảnh báo rằng việc Mỹ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại Đông Âu có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới. Trước hết, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin về cơn bão số 3. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 7 giờ ngày 28 tháng 7, vị trí trung tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/giờ, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 29 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Xin chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Lào đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 năm 2011, vào chiều ngày 27 tháng 7 tại thủ đô Viên Chăn, đoàn đại biểu Văn phòng Thủ tướng do đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Phó chủ nhiệm Văn phòng làm trưởng đoàn, đã được đồng chí Sổm Sa Vạt Lành Sa Vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào tiếp. Tại buổi tiếp, lãnh đạo đoàn đã báo cáo mục đích của chuyến thăm là việc khảo sát cơ sở vật chất tại Văn phòng Chính phủ Lào để xây dựng phương án hợp tác nhằm nâng cao năng lực tham mưu của văn phòng, trình lãnh đạo hai bên quyết định. Văn phòng Thủ tướng Việt Nam sẽ cung cấp thiết bị tin học, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, tập huấn và đào tạo cho Văn phòng Chính phủ Lào, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác phục vụ tham mưu cho lãnh đạo. Phó Thủ tướng Sổm Sa Vạt Lành Sa Vắt đã đánh giá cao sự hợp tác của hai văn phòng trong nhiều năm qua, hy vọng đề án hợp tác này sớm hoàn thành. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tin học trong công tác văn phòng và đề nghị Việt Nam tiếp tục giúp đỡ để cán bộ văn phòng Chính phủ Lào xử lý tốt kỹ thuật thông tin hiện đại và mong muốn văn phòng hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy công việc giữa hai bên đạt kết quả như mong muốn. Lễ meeting kỷ niệm lần thứ 64 Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2011 vừa được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức tại khu di tích Dân công Hỏa tuyến, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi 32 dân công Hỏa tuyến đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Buổi lễ là dịp tôn vinh, tri ân đồng bào chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến một phần xương máu của mình cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Trong thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong những địa phương đi đầu phong trào đền ơn đáp nghĩa. Năm 2010, thành phố đã xây dựng được 112 căn nhà tình nghĩa, 252 căn nhà tình thương, sửa chữa 215 nhà ở cho các gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Thành phố cũng đã vận động được gần 19 tỷ đồng để xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quy tập được 71 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về các nghĩa trang, chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn. Năm 2011, thành phố cũng đã chi hơn 27 tỷ đồng để chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng.
đồng thời phấn đấu hỗ trợ để các gia đình thương binh liệt sĩ có mức sống trên trung bình của người dân thành phố. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung Tây Nguyên đưa tin, sáng 28 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khai mạc hội thảo tình trạng lũ lụt bất thường trong khu vực, tầm nhìn cho các nền kinh tế thành viên APEC. Các đại biểu đại diện cho 15 quốc gia thành viên APEC đã tham gia hội thảo. Hội thảo tập trung vào các vấn đề cấp bách như tình trạng lũ lụt bất thường trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, kinh nghiệm ứng phó của các thành viên APEC, thực tiễn trong công tác ứng phó với lũ lụt bất thường và tình trạng khẩn cấp, tầm nhìn mới cho các thành viên APEC trong việc quản lý lũ lụt bất thường, tình trạng lũ lụt bất thường do biến đổi khí hậu và hậu quả đối với các nền kinh tế APEC và toàn cầu, tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao và những tác động trực tiếp đối với Việt Nam. Các đại biểu dự hội thảo sẽ chia sẻ những kinh nghiệm ứng phó với lũ lụt tại Trung Quốc, Australia, kinh nghiệm ứng phó với động đất và thiết lập bản đồ lũ tại Nhật Bản, kinh nghiệm cảnh báo lũ lụt sớm ở Philippines, đề xuất các gói giải pháp công trình, khả năng dự báo sớm và chính xác về thiên tai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cho cộng đồng. Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thủ đô Hà Nội từ năm 2011 đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt với mục tiêu phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đáp ứng 15% nhu cầu đi lại của người dân vào năm 2015 và đạt tới 25% vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu trên, đề án đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu như cải tiến và phát triển mạng lưới xe buýt, cải thiện và phát triển hạ tầng xe buýt với các mô hình hạ tầng tiên tiến, đồng bộ với hệ thống điểm, bãi đỗ xe và hạ tầng giao thông tiếp cận tới khu vực dân cư nhằm tăng cường năng lực và cải thiện chất lượng dịch vụ, nhằm phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tiên tiến, hiệu quả, thân thiện với môi trường, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và chi phí xã hội trong giao thông vận tải. Thành phố Hà Nội dự kiến giai đoạn 2011-2015 sẽ phát triển mạng lưới xe buýt lên 91 tuyến và giai đoạn 2016-2020 là 98 tuyến, cộng sẽ đạt 2,23 triệu hành khách trên một ngày giai đoạn 2011-2015 và 3,62 triệu hành khách trên một ngày ở giai đoạn 2016-2020. Riêng sản lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt dự kiến đạt 2,11 triệu khách trên một ngày giai đoạn 2011-2015 và 2,73 triệu hành khách trên một ngày ở giai đoạn 2016-2020. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là đã tròn một năm kể từ khi những người dân nằm trong khu vực lòng hồ thuộc dự án xây dựng nhà máy thủy điện An Khê Kanat chuyển đến khu tái định cư tại xã Dasma, huyện Krbang của tỉnh Gia Lai. Tại nơi ở mới, cuộc sống của 48 hộ dân đang trồng chất khó khăn, mà nguyên nhân chủ yếu là do nhận đất sản xuất muộn hơn so với dự kiến. Đặc biệt, có hộ cho đến nay vẫn chưa nhận được đất canh tác. Để phục vụ cho dự án xây dựng nhà máy thủy điện An Khê Kanat, tháng 7 năm 2010, 48 hộ dân tại khu vực lòng hồ thuộc xã Đắc Ma, huyện Cờ Bang, được vận động chuyển đến nơi ở mới. Họ được Ban Quản lý Dự án Thủy điện 7 cam kết sẽ cấp ngay cho mỗi hộ dân 1,9 hectare đất để sản xuất nông nghiệp ổn định cuộc sống. Thế nhưng, đến cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm nay, tức là gần một năm đã trôi qua, nhưng mới chỉ có 32 hộ dân được nhận đất. Điều đáng nói là thời điểm mà bà con nhận đất cũng là lúc kết thúc sản xuất vụ đông xuân và trễ hạn sản xuất vụ mùa. Cuộc sống của chúng tôi 16 hộ nói riêng và 48 hộ nói chung trên địa bàn mà đất dân tại định cư này đã gặp rất nhiều khó khăn. Vì là đất đai thì không đảm bảo, thời tiết thì nó không được phụ thuộc, không được thuận lợi cho lắm. Cho nên là cái số mà gia đình được cấp đất làm rồi á, thì sản phẩm cũng được thu là bao nhiêu. Còn mà cái số 16 hồ thì bây giờ đang lênh đênh đã bước vào vụ 2 để sản xuất mà hiện tại đất cũng chúng tôi vẫn chưa được nhận. Do việc cấp đất trễ hơn so với dự kiến, dẫn đến làm chậm quá trình sản xuất, làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con trong khu tái định cư, nên Ban Quản lý Dự án Thủy điện 7 cùng với Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Bang đã quyết định hỗ trợ mỗi hộ gia đình 28 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cũng chỉ mới có 50% số tiền của Ủy ban Nhân dân huyện. Số tiền còn lại của Ban 7 vẫn chưa được chuyển đến. Riêng về phần phía huyện, ấy, Ủy ban Nhân huyện là hỗ trợ 50%. Số tiền đã có chuyển về kho bạc rồi. Còn riêng ở chỗ Ban Quản lý huyện 7 thì đến giờ chưa có ý kiến nhân dân. Hiện nay là ý kiến đề nghị của địa phương ấy, mong muốn rằng các cơ quan chức năng có liên quan có thẩm quyền có tiếng nói làm sao sớm giải quyết cái đất sản xuất cho bà con 17 hộ trong vụ 2. Chứ nếu có để tình trạng này rất khó khăn cho chúng tôi về công tác lãnh đạo cũng như đời sống của nhân dân. Không chỉ chậm trễ trong việc cấp đất sản xuất mà các công trình dân sinh được Ban Quản lý Dự án Thủy điện 7 xây dựng cho bà con cũng không đảm bảo chất lượng, khiến cho đời sống của những hộ dân ở đây
vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm khó khăn hơn.